Tuần hàng trái cây nông sản các tỉnh thành phố tại Hà Nội năm 2020 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì phối hợp cùng MM Mega Market Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc tại siêu thị MM Mega Market Hà Đông. Đây là tuần hàng thứ hai được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2020 nhằm thực hiện kế hoạch kích cầu nội địa, tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 với sự góp mặt của 20 tỉnh thành phố tham dự. Với quy mô 60 gian hàng, giới thiệu hàng chục mặt hàng trái cây, nông sản đặc sản tiêu biểu của trên 20 tỉnh thành phố tham dự như Hà Nội, Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Điện Biên, Hưng Yên, Đồng Tháp, Bến Tre, Lâm Đồng. Tuần hàng đã mang đến người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận cơ hội mua sắm, thưởng thức các sản phẩm nông sản, đặc sản của nhiều địa phương với chất lượng đảm bảo, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp kèm theo khuyến mãi hấp dẫn. Đồng thời giúp quảng bá tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tham gia tuần hàng, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tìm hiểu quy trình nhập hàng của MM Mega Market và các kênh phân phối Hà Nội hướng tới việc hợp tác với các kênh bán lẻ hiện đại, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Trong khuôn khổ tuần hàng trái cây nông sản các tỉnh thành phố tại Hà Nội năm 2020, MM Mega Market Việt Nam sẽ triển khai đồng loạt các hoạt động xúc tiến quan trọng như bố trí miễn phí mặt bằng tại khuôn viên các siêu thị MM Mega Market Việt Nam để hỗ trợ các địa phương tổ chức sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao nhất.